Xin chào quý phụ huynh và các con thân mến. Xin gửi tới quý phụ huynh và các con câu chuyện Chiếc ô của thỏ con nằm trong chủ đề mùa hè mà các con được học tại trường. Phụ huynh hãy kể cho con nghe và dạy con câu chuyện này nhé. Chúc các con và phụ huynh có những giờ kể chuyện thật nhiều niềm vui. Câu chuyện Chiếc ô của thỏ con. Có một chú thỏ con đang chơi đùa bên bãi cỏ xanh mướt thì trời bỗng đổ mưa. Thỏ con vội bẻ ngay một chiếc tàu lá to làm ô che đầu. Thỏ con đi được một đoạn thì nhìn thấy gà con đang kêu chiếp chiếp đứng dưới mưa. Thỏ con vội gọi: "Gà con ơi, đến ngay ô của anh nhanh, kẻo ướt." Gà con chạy đến núp dưới tàu lá và nói: "Em cảm ơn anh thỏ." Thỏ con và gà con đi được một lúc thì gặp mèo con vừa chạy vừa kêu: "Meo, meo." Thỏ con và gà con cùng gọi: "Mèo con ơi, mau vào đây kẻo ướt." Mèo con cười tươi, vội cảm ơn thỏ con và gà con, rồi đứng trú mưa dưới tàu lá của thỏ con. Lát sau, mưa tạnh, mặt trời sáng tỏ. Thỏ con, gà con, mèo con cùng chơi đùa dưới nắng ấm. Câu chuyện Chiếc ô của thỏ con đến đây là kết thúc. Xin kính chúc phụ huynh và các con thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!